Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi. Thì hôm nay Phi xin giới thiệu đến quý vị một hoàn cảnh, đó là hoàn cảnh của em Hoàng Công Thành. Năm nay em 23 tuổi, đã có vợ và một đứa con hơn 1 tuổi. Hiện em đang sống tại thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Em là một người lao động chính trong nhà, ấy vậy mà giờ đây phải nằm thôi thóp một chỗ, chống chọi với căn bệnh lâu xương, dần dần mất đi ý thức. Bệnh viện đã trả về nhà, bây giờ nguồn kinh phí của gia đình không đủ để chữa trị. Bao năm cái nghèo cái khổ lúc nào cũng đeo bám, tưởng rằng con cái yên bề gia thất sẽ mau chóng thay đổi cuộc sống, nhưng nào ai biết được giờ đây họ phải gánh chịu nỗi đau này. Phận làm cha làm mẹ thấy con vậy thì khúc ruột như chia từng trăm từng ngàn mảnh, đau đớn vô cùng. Kính mong quý mạnh thường quân gần xa hãy mở lòng gieo duyên lành, giúp cho gia đình qua cảnh khó khăn. Đứa con thơ cần có cha, cô vợ trẻ cần có chồng, cha mẹ già cần có đứa con trai. Tất cả đều hy vọng phép nhiệm màu sẽ mở ra cho gia đình. Căn bệnh lao xương đã dần dần phá hủy hình hài cơ thể của em. Hiện tại sức khỏe của em đã yếu và nằm một chỗ không thể tự đi đứng lại. Từ phần thắt lưng trở xuống đã không còn cảm giác. Mọi sinh hoạt đều nhờ vào người thân. Vừa rồi em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, mà Bệnh viện Đà Nẵng nối chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Cơ may sống sót của em có thể lên được 70%, nhưng vì gia cảnh rất nghèo nên gia đình không có tiền chạy chữa. Gia đình đã đưa em về nhà nằm. Nghĩ đến đứa con thơ hơn 1 tuổi, sau này nếu không có cha thì cuộc đời sẽ như thế nào? Kính mong quý vị giúp đỡ em vượt qua cơn hoạn nạn này. Rồi bình thường em có đi làm gì không? Dạ, từ Tết về nhà em chăm chồng. Là Tết giờ chồng bị bệnh nên ở nhà chăm cho chồng mà. Dạ. Rồi trước Tết em đi làm trước gì? Trước Tết thì em nhà chăm con nhỏ có chưa đi đuổi trẻ được. Trước Tết là ở nhà chăm con. Dạ. Con năm nay là qua Tết nó mới được 1 tuổi em. Qua Tết là được 1 tuổi. Dạ. Rón vũa cầm rón vũa vậy đó bành, ô vậy mơ vũa vậy đó bành, vậy đó bành mơ cầu mày, vậy đó bành mơ cô cháu vũa lên cầm vũa là vũa rón vũa vậy đó bành mai mà, ô trời trời quái trời quái trời quái trời, vậy đó bành dấu hồn mày uống cho khỏe rồi vậy bữa đó bành chứ, vậy đó bành mạnh mẽ này mình cứ mạnh lên, mình coi như hồi thanh niên á, con cứ như hồi thanh niên, mình còn thanh niên mà. Ừ, thanh niên mà chứ là thanh niên mà con vũ vũ mà nhanh rầu rồi hết rồi đó, từ là xí này móa ông lùm chọc cỡ này á. Như rồi em ăn có ăn được không cô? Em có ăn được không? Em chố mày ăn xì đó đó nó này cái này đây cái này là mình nút không được đây một chú em ít lắm chú ít lắm mà ai xí này nó em vũ vậy đó banh với mình em vũ gì gì vậy mà nó cầu con cháu kìa. Bữa được chán cháu hầu được hầu không chứ không có rót từ từ rót cổ rồi cái này nè cái này ngọc sợ tôi uống mà đang rót cổ đang gọi không biết ông này nhức nó bị cái xương nó là xương trời mà xương cái mô mà đau tại nén này từ cái sỏi này lúc mà lúc